Xin chào các bạn, sáng nay chúng ta sẽ gặp một cái thùng máy ráp các bạn, chạy coi 92.900K, RAM 16GB bus 2x4 các bạn. Và đang gắn cái cặp màn hình là Evega GTX 1070Ti các bạn. Thì chắc chắn cái cặp này là cái cặp mà giống như option thêm các bạn. Tức là khi mà ráp những cái bộ máy mới rồi thì có thể là một là người ta sẽ dùng lại cái cặp cũ hoặc là hết kinh phí các bạn, dùng tạm cặp này. Thì đây là cái bản 1070Ti nhưng mà rất là đẹp của Evega các bạn. Nó có LED nè các bạn, màu trắng rất là đẹp và rất là dễ thương, nhìn rất là hầm hố. Sử dụng hai đầu nguồn 8 pin luôn các bạn. Đó, rồi nguồn 750W Coolant Master. Rồi. Tản nhiệt nước quạt xe các bạn, rác 360. Đó, hôm nay sẽ option nâng cái card lên thành cái card MSI Gaming Gaming X các bạn, bản 4070 12GB. Đây là cái card này nè các bạn. Đó. Thì cái nguồn 750W của cooler thì nó vẫn kéo đủ con i9-12900K cũng như là cái cặn hình này. Bây giờ mình sẽ gắn vô, up driver là xong các bạn. Thì bên trong cái cạc nó sẽ có một cái đầu chuyển nguồn này các bạn. Đó, từ hai cái đầu 8 pin. Rồi, một cái thanh đỡ cạc Gaming Trio. Rồi, đây là cái cặn hình các bạn, rất là to và hầm hố ha, bản 3 quang. Dễ thương các bạn, rất là hầm hố ha, tản nhiệt rất là to. Rồi mang coi cái lưng đó nè, ok gắn vô thôi các bạn. Thì các bạn biết á, ở trên cái đầu chuyển từ hai cái đầu 8 pin nè các bạn qua cái đầu này, đầu chung này ha, thì nó sẽ có cái hướng dẫn nè các bạn. Ví dụ như là các bạn cái khoảng cách từ cái đầu ghim lên cạc ra đây á, khoảng tầm 35mm, tức là khoảng 3,5cm á, rồi các bạn mới uống xuống đó. Thì không nên uống trước 35cm, 3,5cm đó, bạn lưu ý ha. Cái tiếp theo nữa là hai cái đầu 8 pin vô á, thì nên là dùng hai cái đầu 8 pin từ CPU chạy lên luôn các bạn. Chúng ta không nên dùng cái đầu chia như thế này. Ví dụ như trong hộp này nè, các bạn thấy không, cái đầu này 8 pin cho cạc hình nè đó, thì ở đây là nó nối ra 8, nối ra 8 tiếng nè các bạn. Thì ý người ta khuyến khích là người ta kiếm thêm một sợi khác ở trong cái nguồn á, đã nói ra trực tiếp ra luôn, chứ đừng có chuyển kiểu như thế này. Đó, thì ý là vậy đó các bạn. Đó, giống như là một cái đầu từ nguồn lên nè, rồi thêm một đầu từ nguồn lên nè, không có dùng cái đầu này chuyển lên đây. Đó, ý là vậy thôi các bạn ha, nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ ghim cạc vô, chích nguồn vô cho nó các bạn. Rồi các bạn thấy không, giờ nó sẽ cắn cái cạc này, giờ nó dày hay cạc ghê quá các bạn, nó sẽ cắn cái fan này nè. Để mình suy nghĩ mình dời những cái fan của cái rác thổi cho CPU về phía trước thử các bạn ha. Cơ bản là dời một cái này thử. Rồi, xin chào các bạn. Như vậy á, là cái ví dụ như cái fan trên đây nó thổi ra, đó là mát cho cái rác này. Thì cái fan này thay vì giờ mình gắn fan mà thổi ra, thì mình sẽ gắn phía sau, mình hút ra các bạn. Đó. Rồi, cái này thì vẫn thổi ra bình thường ha. Rồi, cái khoảng cách từ đây ra đây nè các bạn, là tức là 35mm á, là sau đó mới uống ha, đừng uống sát quá, không tốt. Giờ nhìn vô nó cũng mắc cười các bạn, nhưng mà nó tạo được cái điểm nhấn cũng khá là thú vị. Chứ người đang có con mắt nhìn vô vậy đó. Rồi, thổi, ở đây thì hút, còn đây là thổi ra. Rồi, cấu hình máy thì coi chính đời này cũng cũ rồi các bạn, tại vì ráp hồi năm rồi là 12.900K, RAM là 64GB, bus bàn 2, 4 thanh 16 nè các bạn. Rồi ổ cứng 6T nè, SSD 1T, SSD 1T và 4070 bản Gaming X của MSI các bạn.